sự xuất hiện của vận động viên tiếp theo đến từ Morocco với bài quyền ngọc trản quyền, vận động viên Bentay Zakaria, vận động viên đến từ đội Morocco, một vận động viên đài vàng. Bây giờ là màn trình diễn của võ sĩ Zakaria đến từ Morocco với bài quyền ngóc trản quyền. Quyền pháp rất nhanh nhẹn của võ sĩ đến từ Morocco. Võ sĩ Zakaria thi đấu không khác gì một vận động viên Việt Nam thật sự cả. Sự cương nhu trong cương đường quyền của mình sẽ giúp cho võ sĩ từ Morocco có điểm số rất cao. Cổ vũ rất đồng nhiệt của khán giả dành cho vận động viên đến từ Morocco. Và tiếp tục với bài ngọc trản quyền, chúng ta sẽ đến với vận động viên tiếp theo đến từ Morocco, Mouzouzen Mohamed Amin. Vận động viên tiếp theo đến từ văn lang võ đạo Morocco sẽ trình diễn bài ngọc trản quyền. Không ai biết bài ngọc trản quyền có từ bao giờ và xuất xứ ở đâu, nhưng theo nhiều lưu truyền trong dân gian, bài quyền này là khởi nguyên từ võ phái An Vinh của võ sư Hương Mục Ngạn. Trong quá trình tư liệu tìm hiểu để nghiên cứu nguồn gốc đặc biệt của chương của võ truyền Bình Định, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bài thiệu quyền ngọc trản trong gia phả của họ Trương. Và đây là màn trình diễn của võ sĩ tiếp theo đến từ đoàn Morocco, Mohamed Amin. Võ sĩ có một chiều cao rất khủng. Và vừa rồi thì võ sĩ đến từ Morocco, Mohamed Amin đã phải thực hiện lại lần thứ hai bài quyền. Đã có một lỗi động tác kỹ thuật của Amin và các trọng tài đã trừ Amin một điểm. Và sau đây thì Mohamed Amin sẽ phải thực hiện lại bài quyền của mình. Phần trình diễn không được giống như mong đợi của Mohamed Amin. Và chúng ta sẽ đến với màn trình diễn của võ sĩ nước chủ nhà Việt Nam Trần Hoàng Minh, một võ sĩ rất trẻ, vừa tròn 18 tuổi, anh sinh năm 2006 và được đến từ Hội Võ Thuật thành phố Thủ đô Hà Nội.
một võ sĩ cũng rất trẻ và anh đang sở hữu cho mình đai đỏ của võ cổ truyền Việt Nam. Tuy là một võ sĩ trẻ nhưng khi bước vào võ đài chúng ta có thể thấy Hoàng Minh đang toát ra được khí chất, sự mạnh mẽ của Hoàng Minh trong bài Ngọc Trản Quyền, chén ngọc trên đài bạc. Thế võ vô cùng dứt khoát của võ sĩ đến từ Hà Nội Trần Hoàng Minh, và tiếng hét vô cùng uy dũng của võ sĩ 18 tuổi. Mà thể hiện rất tốt từ gương mặt cho đến quyền pháp, cước pháp của võ sĩ trẻ của Hà Nội. Dù chỉ mới là võ sĩ đai đỏ nhưng đang thể hiện được khí chất của người học võ cổ truyền. Và Trần Hoàng Minh đã kết thúc bài thi quyền của mình. Có lẽ đây sẽ là một phần thi đấu có điểm số rất cao. Chúng ta sẽ đến với vận động viên tiếp theo, đến từ Morocco. Vận động viên Labi Ryan, cũng là một võ sĩ rất trẻ, sinh năm 2002. Trong danh sách thi đấu của bài Ngọc Trản Quyền thì chúng ta đã có 5 võ sĩ đến từ môn phái Văn Lang Võ Đạo Morocco. Và đây là võ sĩ thứ tư của đoàn Morocco là Abi Ryan tham gia nội dung Ngọc Trản Quyền. Có vẻ như Ngọc Trản Quyền Nam là một thế mạnh rất mạnh của đoàn Morocco trong giải lần này. Labi Ryan đang thể hiện những đường quyền của mình. Một bài quyền Ngọc Trản Quyền, chén ngọc trên đài bạc. Một bài quyền mà được phổ biến tới tất cả các môn phái từ trong cũng như ngoài nước. Quyền rất dũng mãnh và uy dũng của võ sĩ đến từ Morocco là Labi Ryan, và tiếng hét Labi Ryan, võ sĩ đến từ Văn Lang Võ Đạo Morocco đã hoàn thành bài thi của mình. Chỉ một điều tiếc nhỏ cho võ sĩ Labi Ryan là anh kết thúc không đúng điểm xuất phát. Nhưng đây cũng là một bài quyền, một phần thi rất tuyệt vời của Labi Ryan. Chúng ta tiếp theo là màn trình diễn của vận động viên Nicola Daniel Lazzo, võ sĩ đến từ Italia. Võ sĩ sinh năm 1994. Và đây cũng là một võ sĩ đai vàng của đoàn Italia.
Một võ sĩ có một thân hình rất đầy đặn. Tùng Anh, chú Trung kia ở lại. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Tùng Anh. Và chào, xin chào các bạn, mình là Kim Vạn. Hiện nay mình đã có mặt tại nhà thi đấu Đa Năng quận 7. Nơi đây diễn ra một sự kiện mà bản thân mình đây cảm thấy rất là hân hoan và đầy tự hào. Đó chính là giải võ cổ truyền thế giới năm 2024. Giải võ cổ truyền thế giới được đánh giá là một nhân vật khá là quan trọng trong năm 2024, mang đến cho người xem những màn biểu diễn hết sức là ấn tượng cũng như là những trận đấu đầy kịch tính. Và giải võ cổ truyền quy mô rất là lớn, có hơn 350 vận động viên trong và ngoài nước tham dự. Trong đó có gần 200 vận động viên quốc tế đến từ 18 đại diện, từ 12 quốc gia, đại diện như là Nga, Pháp, Ý, Morocco, vân vân. Và bản thân mình đây là một người máu đỏ da vàng. Vận động viên tiếp theo. Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn vận động viên quốc tế đã không ngại đường xá xa xôi đến Việt Nam để tham dự giải võ cổ truyền thế giới năm 2024. Điều đó cho thấy được rằng các bạn đã dành hết lòng yêu thích, niềm đam mê đối với một bộ cổ truyền. Xin cảm ơn. Vâng ạ, sau đây mời các bạn cùng theo chân mình phỏng vấn một vài bạn vận động viên nhé. Đây là nơi mà các bạn vận động viên đang tham gia giải, đang theo dõi giải đấu và cũng như đang luyện tập. Và sau đây mình sẽ phỏng vấn một bạn vận động viên nha. Dạ, xin chào chị ạ. À, chị có thể giới thiệu một chút không? Chị đợi một chút nha. Em vừa biết trước nè. Dạ, xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút thông tin về bản thân mình cho các bạn khán giả trên đài được biết được không ạ? Dạ, em tên là Trịnh Lung Nguyệt, hiện em đang là đơn vị của quân đội. Dạ vâng ạ. Nội dung thi của mình là gì chị ha? Mình có thể chia sẻ cho các bạn được biết không ạ? Dạ, nội dung của em là Lão Hổ Thường Sơn. Dạ vâng. Cảm xúc của chị hôm nay như thế nào đối với khi mà mình tham gia giải Thế giới võ cổ truyền năm 2024? Vì đây là một giải gọi là khá là quy mô lớn ạ. Dạ, thì em cũng rất là vinh hạnh được tham gia giải lần này. Thì đây cũng là lần đầu tiên em được tham gia, em cũng rất là vui. Dạ vâng ạ. Trong cái giải này, trong cái quá trình mà mình tham gia giải này, mình đã chuẩn bị những gì chị ha? Về tinh thần cũng như là... Dạ, thì tụi em cũng tập rất là kỹ về chuyên môn của mình để chuẩn bị cho cái giải này thật là tốt. Dạ vâng ạ. Chúc chị, dạ vâng, em xin cảm ơn nha. Và chúc chị sẽ có một tiết mục đúng như ý mình muốn và sẽ gặt hái được kết thành tích cao trong cái giải đấu này nha. Xin cảm ơn chị. Dạ vâng ạ. Tiếp theo mình sẽ phỏng vấn thêm một bạn nữa nha. Người theo chân mình. Hello, can I ask you some question? Yes. Thank you for coming to Vietnam to attend the World Championship 2024. So can you tell me your name, your age and your country? So my name is Sukaina, my country is Morocco. I have 20 years old. How do you feel about today? I feel good. I'm so excited because I'm going to pass this competition. This is my second time actually in Vietnam, so I'm so happy. Can you tell me what is the reason you decide to participate in this competition, and how do you like the Vietnamese martial arts? How did I start? Yeah. So I started actually when I was 3 years old. Yes. And so it's been 19 years old. And because of my brother who encouraged me and motivated me to come in martial arts, yeah, in gymnastics. Yeah. So, thank you
you for spending the time for talk with me today. I wish you have the good luck. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, vâng ạ. Vâng ạ, là bạn là một người đến từ Morocco, bạn có một niềm yêu thích đối với môn võ cổ truyền vì môn này đã giúp cho bạn khỏe và bạn đã ấn tượng đối với bộ môn truyền thống của Việt Nam chúng ta. Một điều thật sự hết sức là tự hào và bản thân mình, con người Việt Nam, vì một môn võ truyền thống của Việt Nam đã có từ thời cha ông ta, được lưu truyền qua nhiều truyền kỳ lịch sử cho tới hiện nay, được các bạn quốc tế mến mộ. Vâng ạ, mình sẽ phỏng vấn thêm một bạn nữa nha. Hello, can I ask you some questions? Yeah. Can you tell me your name, your age, and your country that you're from? My name is Kasia. I'm 17. I'm from Russia. What is the reason you decided to participate in this World Championship of Vocal Train 2024? Sorry, can I speak in Russian and after we translate it? No. You cannot speak English? I think English is bad. Yeah. You can tell me what is the reason you like this martial art? For health? Yes, English. Health. I think when I do vocal train, my body and my mind is in harmony, and I love martial arts because I do this. I started doing this when I was 5, so small, and many years, and it's so interesting for me. So thank you very much for you spending the time to talk with me today, and I wish you have the best good luck, and your match is very good. Vâng ạ, thì bạn đến từ Nga và mình có hỏi bạn về cái lý do mà bạn yêu thích cái môn võ này, thì môn võ này giúp bạn có nhiều sức khỏe cũng như là nhiều tính khéo léo. Vâng ạ. Và sau đây và xin chào tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi phỏng vấn của mình ạ. Và xin mình xin mời bạn Tùng Anh. Đưa cho chị Trân một cái thẻ. Lấy một cái thẻ. Lấy thẻ đưa cho chị này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản bình luận của chúng tôi, vẫn với nội dung Ngọc Trản Quyền. Các bạn đã được chứng kiến màn biểu diễn của một võ sĩ rất lớn tuổi, võ sĩ Stepan Stano Taran, võ sĩ lớn tuổi sinh năm 1969 của đội Italia 2. Taga đang kết thúc bài quyền của mình. Tuy tuổi đã rất lớn rồi nhưng võ sĩ đến từ Italia vẫn đang thể hiện được những đường quyền của bài ngọc trảm quyền, những đường quyền của chén ngọc trên đài bạc một cách vô cùng uyển chuyển. Chúng ta rất là vui mừng khi võ thuật cổ truyền được đón chào ở các quốc gia châu Âu và thậm chí được những vận động viên rất lớn tuổi như Sepanaro Taga biểu diễn. Và sau nội dung cá nhân Ngọc Trản Nam, chúng ta sẽ ngay lập tức tới với phần thi của các nữ võ sĩ